Chiều nay, ngày 18 tháng 11, tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai một số văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, các xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị đã quán triệt triển khai kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021, kết luận hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, quy định số 24 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, hướng dẫn số 01 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí Thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng, quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, Kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ thị số 09 ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam các hướng dẫn của Trung ương và văn bản của tỉnh ủy về triển khai các quy định kết luận của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, đây là các văn bản đặc biệt quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và thời gian tiếp theo. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quyết định kết luận của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư trung ương và các hướng dẫn của các ban đảng trung ương tại các tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan đơn vị mình tạo sự thống nhất về tư tưởng nhận thức và hành động khẩn trương cụ thể hóa các quy định quyết định kết luận của trung ương một cách sát thực phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương cơ quan đơn vị kịp thời bổ sung chủ động điều chỉnh nhiệm vụ giải pháp ở từng thời điểm cho phù hợp với thực tiễn không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở gắn với thường xuyên kiểm tra đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện các quy định quyết định và kết luận